你好，皆さんこんにちは。アンジェネルのアンです。じゃあ、もう一回じゃないだいにじゃないだい。バイバイ。コメントやってんへん。ビデオの中コメントでみましょう。たぶんちょっと多分ないので、エマちゃんもやってみて。エマちゃん、バイバイ。エマちゃん、バイバイ。จะมีเยอะมากเลยทอยของดีแหลกแดนเนอร์ที่ห้องในมันใส่เสื้อติดจากกระแบงแดนเนอร์ให้เด็กทั้งมีไฮเบอร์โรนำให้ของจำไฮมือฟังตัววังแบงก์ฟาดเนอร์นะจุดมันก็มาดองทอยดองรอในด้านการสมัยบอมฮะการเล่นของเองที่ว่าทั้งหมดคนจริงๆที่เด็กมีดูสิ่งนั้นใหญ่ใหญ่ก็โอเคก็ว่ากันได้การเล่นส่วนตัวคนนั้นที่มีมีทัศน์ที่รู้สึกทึ่งเกลียดที่รู้สึกเกลียดคือว่าเราชั้นตาก็ได้คำตอบแรกที่คือโคดิโอคือความคิดถูกไหมđáp án thứ hai là hyoka, hyoka là đánh giá. Đáp án thứ ba là shinrai, shinrai là tin tưởng. Đáp án số 4 là sokute, là đo lường. Thì ở đây là cái gì xuất quan ấy mang tính chất rất là cá nhân, cho nên là cái đánh giá của cái người xem nó tách ra đúng không, nó phân ra rất là rõ rệt, là rất là thích thì rất là thích và ghét thì rất là ghét, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Rồi đến câu số 15.話し合いでは、相手の意見を何々しよく聞くことが大切です。Rồi nhìn trong cái mà nói chuyện với nhau đúng không? Trong cái đối thoại đó thì cái việc mà lắng nghe và cái gì đó ý kiến của đối phương thì rất là quan trọng. Thì đây chúng ta có đáp án số 1 là soncho, soncho là tôn trọng.Rồi, giống với tiếng Việt luôn ha. Đáp án số 2 là tín ngưỡng, là shinko, shinko là tín ngưỡng, là tin tưởng, tin ngưỡng, đức tin đó, tin ngưỡng cái gì đó. Đáp án số 3 là thean là đưa ra đề nghị gì đó đúng không? Đáp án số 4 là hakisuru là kiểu phát huy gì đó. Thì đây, trong cái đối thoại thì cái việc mà lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đối phương thì rất là quan trọng đúng không? Ở đây tất nhiên tôi sẽ chọn đáp án số 1. Rồi, câu số 16. この商品は健康に気にする40代から50代の人何々に開発しました。Rồi, cái sản phẩm này thì nó được phát minh ra, được sáng chế ra để mà dành cho các đối tượng là 40 tuổi, những người 40 tuổi, 50 tuổi là những người mà đã bắt đầu kiểu lo lắng, quan tâm đến sức khỏe của mình. Rồi, có đáp án số 1 là Goru, Goru là chữ Gon, là đích đến đúng không? Đáp án số 2 là Impacto, Impacto là chữ Impact, là gây ấn tượng cho cái gì đó. Rồi, thu hút đúng không? Rồi, đáp án số 3 làappeal, chữ appeal là kiểu PR đó, là tạo ấn tượng. Rồi đáp án số 4 là targeto, targeto là chữ target là đối tượng đúng không? Tất nhiên mình sẽ chọn từ này là đúng rồi. Rồi cái sản phẩm này được tạo ra để nhắm đến cái đối tượng là những người 40-50 tuổi và bắt đầu quan tâm đến cái sức khỏe của mình. Rồi câu số 17. Sato san wa fukusou ya kamigata no kousei teki de hoka no hito to wa chigau nani nani no fuiki ga aru. Thì cái bà Sato này bà mặc quần áo đúng không?Có cái phục trang và cái kiểu tóc rất là cá tính và nó mang một cái phui kỳ, một cái thần thái khác hẳn với những người khác. Thì ở đây chúng ta sẽ có là techaku. Techaku là định trước, là chữ gọi là fit vừa vặn vừa khớp vào. Câu số 2 là chữ senjo, là chữ chuyên dụng đúng không? Câu số 3 là đặc độc đó. Nhìn là biết chưa, chữ toku đúng không, là vừa đặc vừa độc đóvà đặc biệt và độc đáo. Câu số 4 là cư biệt sự, là phân biệt cái A và cái B. Rồi ở đây tất nhiên là chúng ta sẽ chọn là chữ toku này đúng không? Là bà cái bà Sato vừa có cái phục trang, có cái kiểu tóc rất là cá tính và nó mang một cái thần thái rất là đặc biệt và nó khác hẳn với những người còn lại. Rồi câu số 18. Zen kai no tai kai de wa ano futari wa saigo madeyou show nani nani ta. Rồi ở trong cái đại hội đó thì hai cái người đó đã cạnh tranh với nhau đúng không, cạnh tranh với nhau đến cuối cùng để mà giành cái giải chiến thắng, giải đặc biệt. Chữ đầu tiên là chữ tatakau, tatakatte là chữ chiến đúng không, chữ chiến là kiểu đánh nhau. Chữ thứ hai là chữ arasou, arasotte là kiểu cạnh tranh và giành giật với nhau. Cái thứ ba là ubatte, kiểu giành lấy, chiếm đoạt lấy.
cùng là yaburu. Yaburu là xé rách hoặc là bị phá vỡ luật, có thể gọi là yaburu. Rồi câu này mình nghĩ là nhiều bạn sẽ phân vân giữa đáp án số 1 và đáp án số 2, nhưng mà các bạn nên phân biệt là kiểu tatakau có nghĩa là mang tính chất là kiểu phai hơn, là đối kháng với nhau hơn. Còn cái chữ arasui này là kiểu cạnh tranh, là tranh giành. Thì cái này là người, hai cái người này là kiểu cạnh tranh với nhau để có cái giải đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng chữ arasui. Rồi, câu số 19. Takahashi-san no ie ni tazunemashita ga tazuneta ga minna ga dekakete iru yō de hiso no nani nani nakatta. Cái tôi đã viếng thăm nhà của Takahashi-san nhưng mà mọi người đều đi vắng hết, cho nên là cái gì đó không có cái gì dấu hiệu của ai hết. Rồi, chúng ta có đáp án đầu tiên là dōsa. Dōsa là động tác, đúng không? Câu thứ hai là jikkan. Jikkan là thực cảm. Thực cảm là gì? Là cảm nhận thực tế thì gọi là thực cảm. Câu số 3 là kihai. Kihai là gì? Là cảm thấy, là linh cảm, kiểu như feeling đó. Câu số 4 là jōtai. Jōtai là chữ trạng thái, tình trạng. Rồi, tôi đã đến thăm nhà của Takahashi-san nhưng mà mọi người đi hết nè, cho nên là không có bóng dáng của ai hết, không có cảm giác được là có ai hết, thì chúng ta sẽ dùng chữ kihai. Rồi, câu số 20. Kare wa jibun de kimeta ruru de mo momoranai nani nani shita da. Anh ta kiểu còn không giữ luôn cái luật mà mình đã tự đặt ra, nên là một cái người gì đó. Rồi, hikisoku na. Hikisoku na có nghĩa là nó sẽ ngược lại với kisoku na. Kisoku na seikatsu, kiểu như là sáng đi làm tối về ngủ thì là kisoku, còn sáng thì nằm dài ra ngủ xong tối dậy đi làm thì cái đó gọi là không có đúng quy tắc, gọi là kisoku. Rồi, câu số 2, ayahuyana. Ayahuyana là kiểu mơ hồ, không có rõ ràng, nó cũng hơi giống như là kiểu hakirishina. Câu số 3 là omakana. Omakana là một cái gì đó, hay còn gọi là ozappa, là một cái đại khái, không có đi vào tiểu tiết. Câu số 4 là ikagena. Ikagena ở đây người ta viết bằng hay hiragana, cho mình viết lại kanji cho các bạn sau này có gặp thì biết nha. Là bê bối, là kiểu vô trách nhiệm, lụm thụm đó, kiểu vậy đó. Thì ở đây chúng ta sẽ nói là anh ta kiểu không giữ luôn cái luật mà chính mình đã đặt ra, cho nên anh ta là một người rất là vô trách nhiệm, đúng không? Đó, mình chọn chữ y cho game nè. Mình đến môn đai số 5. Môn đai số 5 này thì mình phải chọn cái từ mà đồng nghĩa với cái từ mà người ta đã gạch chân. Các bạn biết được cái từ mà người ta gạch chân thì các bạn làm được, còn không thì rất là có một số trường hợp dễ thì chúng ta có thể đoán được ngữ nghĩa, nhưng mà nếu các bạn không, đa số nếu các bạn không biết được thì sẽ rất là khó để mà đoán. Rồi, mình đi đến câu số 21 nha. Volunteer de machi no meisho o gaido shite iru, có nghĩa là tôi làm tình nguyện cái việc gì, làm tình nguyện viên để mà hướng dẫn. Gaido là chữ gai, ở trong chữ tour gai đó là kiểu hướng dẫn hướng du lịch đó, là những cái danh lam thắng cảnh ở trong cái thành phố. Thì chúng ta có đáp án đầu tiên là anai suru. Anai suru là hướng dẫn, đúng không? Là chắc chắn là chữ đó là đáp án rồi. Đáp án số 2 là senden suru, là truyền bá, là quảng bá. Đáp án số 3 là chosa. Chosa shite. Chosa là chữ điều tra. Đáp án số 4 là kiroku suru. Kiroku shite có nghĩa là kiểu ký lục. Ký lục là ghi chép lại một cái gì đó. Rồi, chọn đáp án số 1 ha. Đến câu số 22. Yamaguchi-san mo shinken ni tsukutte ita. Shinken ni tsukutte ita có nghĩa là một cách, anh Yamaguchi này cũng làm một cách rất là thận trọng, đúng không? Chữ shinken ni là một cách rất là tỉ mỉ, là thận trọng. Rồi, câu số 1 là jōzu ni. Jōzu ni là một cách rất là giỏi, không đúng rồi. Câu số 2 là jiyū. Jiyū là tự do, không đúng luôn. Câu số 3 là sekkyokuteki ni, là một cách rất là positive, rất là tích cực, cũng không đúng luôn. Rồi, câu số 4 là majime ni, tất nhiên là nó rồi, một cách rất là thận trọng, một cách rất là tỉ mỉ. Rồi, câu số 23. Kanojo no yonakashi wa mare da to omou. Chữ mare, mare này là chữ hi. Chữ hi ha, chữ hi, nó là trong chữ hi hữu, hi hiếm. Nó là mình để cho các bạn chữ kanji để mai mốt các bạn có đọc, người ta kiểu cho đọc kanji không biết đọc ha. Đây là chữ hi. Hi hữu là rất là hiếm có đó, rồi kiểu mezurashi đó. Thì amari inai là hiếm có, đúng không? Ninki ga denai là không có nổi tiếng,
không có được yêu thích, rồi nhiên kia ga đê rự là có cái sự nổi tiếng được yêu thích, và tặc săn y rự là nhiều. Chúng ta thấy có hai cái từ đối nghĩa với nhau đúng không? Thì đây chữ ma đê này là kiểu hiếm có rồi, nên mình sẽ chọn là ma đi y này. Rồi câu số 24. Ê, この道は終日通行止めです。là cái con đường này thì cả ngày nó bị cấm lưu thông. Tsukurome là cấm lưu thông, chữ này đọc là shizitsu là kiểu cả ngày đó, là kiểu zenbu subete đó. Rồi chúng ta có shumatsu, shumatsu là cuối tuần đúng không? Yakan, yakan là ban đêm. Ichinichiju là cả một ngày, thì tất nhiên là chọn chữ này. Và cuối cùng là kyomade là cho đến hôm nay thôi. Còn cái nghĩa của chữ shizitsu là cả ngày, chúng ta sẽ chọn ichinichiju. Rồi câu số 25. Aoki-san wa kami wo ijitteita. Chữ iziru này á là một cái từ mà nó là văn nói chứ văn viết cũng hay không có hay dùng đâu. Thì nó là sờ kiểu nghịch, rồi đụng chạm sờ này nọ. Cho nên cái này thì mấy kanji đơn giản như mình không viết hiragana ra ha. Kitte là cắt đúng không? Subasawatte là sờ, arate là rửa, và thì kawakashite là làm khô, sấy khô. Tất nhiên mình đã nói chữ iziru này là sờ vào thì chọn chữ sawatte. Rồi chúng ta cũng hay dùng cái chữ iziru này giống như là kê tai o iziru, đó là nghịch điện thoại, đó chơi điện thoại. Rồi chọn chữ đáp án số 2 ha. Đến môn đai số 6. Môn đai số 6 này là môn đai mình đã nói rất là nhiều lần rồi, là môn đai rất là khó nuốt và khó nhất ở trong cái cuốn Go Emoji này. Vì sao? Bởi vì nhiều khi các bạn hiểu được nghĩa của cái từ nó cho luôn, nhưng mà các bạn vẫn không thể nào chọn đáp án đúng được. Bởi vì các bạn đọc câu nào các bạn cũng sẽ thấy đúng. Thì cái gọi là cái bí quyết và cái phương pháp của cái dạng đề này thì mình cũng đã tụng đi tụng lại rất là nhiều lần, là các bạn khi mà học từ vựng thì sẽ phải học thật là nhiều câu ví dụ và quen với cái cách dùng của nó. Rồi mình đi đến câu số 26 luôn ha. Câu số 26 là shoki. Kyoku no shoki no bubun o kita dake de daime ga nani ka wakarimashita. Có nghĩa là chỉ nghe cái đoạn đầu của cái ca khúc thôi thì tôi đã biết được cái tên bài hát đó luôn rồi. Thì cái này, cái chữ shoki này không dùng đâu ha. Shoki là chữ sơ kỳ đúng không? Sơ kỳ có nghĩa là thời kỳ đầu. Mà để gọi là thời kỳ thì nó sẽ là một cái khoảng thời gian gì đó rất là dài, gọi là thời kỳ đầu của một cái thời kỳ dài nào đó. Thì cái này mình sẽ không dùng shoki mà mình chỉ dùng chữ seisho thôi. Kyoku no seisho no bubun wo kita dake de daime wa nanika wakarimashita. Chỉ nghe cái phần đầu của cái khúc tôi đã biết được tên của cái khúc rồi. Câu số 2. Kono tatemono wa yume na tatemono kenchikubutsu de Meiji jirai no shoki ni taterarimashita. Đọc là biết, còn này chính xác luôn ha. Cái tòa nhà này là một cái công trình kiến trúc rất là nổi tiếng đúng không, và nó được xây dựng vào thời kỳ đầu của thời đại Minh trị, của thời Minh trị. Thì thời Minh trị rất là dài đúng không, và cái thời kỳ đầu của nó. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án số 2 là đáp án chính xác. Rồi câu số 3. Ikeda senshu wa shiai no saisho de wa makete ita ga saigou ni wa katsu koto ga dekita. Cái tuyển thủ Ikeda này thì hồi đầu nó bị thua nhưng mà về sau nó đã thắng được. Thì cái này cũng không dùng chữ shoki luôn, mà cũng chỉ dùng chữ saisho hoặc là hajime thôi. Hajime wa makete ita ga saigou ni wa katsu koto ga dekita. Rồi đến câu số 4. Kyou wa asa kara ikumo ni owarete shoki wa ame datta ga tochuu kara yuki ni kawatta. Hôm nay thì từ sáng đến giờ thì kiểu trời mây đúng không, trời mây mù, thì hồi đầu nó bị mưa và giữa chừng thì nó sẽ trở thành tuyết. Thì cái câu này chúng ta cũng dùng chữ sai sò luôn chứ không có dùng shoki ha. Rồi câu số 27. 27 là gì? 27 là uchiakeru. Uchiakeru là kiểu bật mí một cái bí mật gì đó.
thì gọi là đánh vào mở ra kiểu như khai phá bí mật đó ha. Rồi shigoto de wakaranai koto ga areba kare ga nan demo uchi akete kuremasu. Khi mà trong công việc có cái gì đó mà tôi không hiểu thì anh ta lúc nào cũng chỉ bảo cho tôi đúng không, lúc nào cũng gọi là gì bật mí cho tôi là không đúng rồi, lúc nào chỉ bảo cho tôi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng chữ oshiete kureru. Rồi đến câu số 2. Taniguchi-san wa morotte kitara senden o uchi akete oite moraemasen a moraemasu ka? Khi mà ông Taniguchi này trở về thì có thể truyền cái lời nhắn đó lại giúp tôi không? Đúng không? Thì dengon thì sẽ là tsutaeru chứ không có uchi akeru. Cái truyền ngôn này gọi là cái lời nhắn thì sẽ phải truyền đạt lại chứ không phải là bật mí đúng không? Rồi, câu số 3. Daijina jōhō wa sugu ni jōshi ni uchi akemashō. Khi có cái thông tin gì quan trọng hãy lập tức bật mí với cấp trên là sai rồi, tất nhiên là phải báo cáo với cấp trên. Ở đây chúng ta sẽ dùng chữ hōkoku. Rồi, câu số 4. Zutto himitsu ni shite ita koto o tomodachi ni uchi aketa là tôi đã bật mí cho bạn tôi cái bí mật mà tôi đã giữ bấy lâu nay đúng không? Rồi, chữ này bật mí, chúng ta sẽ thấy chữ himitsu. Himitsu là uchi akeru hay đi với himitsu, bật mí bí mật đó. Chẳng là phải số 4 ha. Rồi, mình đi đến câu số 28 ha. Chữ kekkan, chữ này đọc là kekkan là một cái khiếm khuyết gì đó ở trong máy móc, ở trong đồ vật ha. Rồi câu số 1, anohito no kekkan wa. Rồi chữ anohito vừa mới nói trong đồ vật thôi, còn trong hito là không có dùng kekkan. Nên chữ câu này là chữ gì là sai nè. Jibun ni tsugo no arui koto ga aru to uso o tsuku koto da. Khuyết điểm của cái người này là cứ hễ mà có cái gì bất lợi cho mình thì anh ta sẽ lập tức sẽ nói dối đúng không? Ở đây chúng ta cũng chú ý cái chữ tsugo no arui này, nó cũng là một cái kiểu mà kanjogo. Tsugo no i có nghĩa là có lợi cho cái gì đó, và tsugo no arui có nghĩa là bất lợi cho cái gì đó. Cái người này thì cái khuyết điểm của họ là khi mà có cái gì đó bất lợi thì lập tức sẽ nói dối. Thì cái chữ này chúng ta sẽ không dùng chữ cái căng đâu, mà chúng ta sẽ dùng chữ cái tên yokunai tokoro đó, kiểu vậy. Câu số 2. Megane no lenzu o katai nuno de fuitara kekkan ga tsuite shimatta. Cái này thì bởi vì đã dùng cái nuno là cái vải cứng để mình lau cái len của mắt kính, cho nên là bị kekkan, bị trầy đúng không? Bị trầy thì không dùng kekkan luôn mà bị trầy sẽ ra kizu. Sengetsu hapyou sareta kuruma no bureki ni kekkan ga mitsukari hanbai ga chushi sareta. Câu này chính xác luôn nè, chẳng luôn không bạn cãi. Vì người ta phát hiện ra có cái khiếm khuyết ở trong cái thắng của cái xe mà đã xe ô tô mà vừa mới bán, vừa mới đưa ra thị trường từ tháng trước, cho nên là người ta đã dừng cái việc bán nó lại. Thì cái này là cái khiếm khuyết của cái đồ vật, cái thắng mà mình dùng chữ này, dùng chữ kekkan là đúng. Rồi, このサービスを利用することの欠陥は費用が非常にかかることだ。Và cái khuyết điểm của cái việc dùng cái service này, dùng cái dịch vụ này là nó rất là phí, rất là cao. Cái chữ này cũng không dùng chữ kẹt căng luôn mà dùng chữ, mình cũng dùng chữ cái tên đi ha, hoặc là mình dùng chữ demerito. Demerito thì nó ngược với merito. Demerito có nghĩa là nhược điểm đó. Rồi mình đi đến câu số 29. In tai là thoái lui, từ giả sự nghiệp đó, là về hưu đó. Rồi câu số 1. Yamamoto-san wa kyou ni ryugaku shita bakkari no daigaku o intai shi betsu no daigaku o jūken shita rashi. Rồi Yamamoto-san thì đã nghỉ giữa chừng cái đại học mà vừa mới nhập học vào năm ngoái, và sẽ hình như là sẽ dự thi vào một cái đại học khác. Cái này không phải là về hưu hay nghỉ học giữa chừng á, thì người ta sẽ dùng chiu tai là chữ này, hoặc là dùng yameru hoặc. Nên câu số 2. Kore made no ooku no meisaku o nokoshita eiga kantoku ga konkai kageri intai surukoto o hapyou shita. Eiga kantoku này là cái đạo diễn điện ảnh, cái ông đạo diễn điện ảnh mà đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng từ xưa đến giờ thì hết nốt cái lần này, konkai kageri là nốt cái lần này, thì ông ta sẽ tuyên bố là sẽ thoái lui đúng không? Thì cái này dùng cái này, dùng từ này là đúng rồi nè, chọn câu này. Rồi, kono shoten wa mou sugu
商店街から引退し、駅前のビルの中で店を始めるらしい。今日ね、ここも有中中引退路。那người ta sẽ dùng chữ y tên chẳng hạn. Nakamura 選手は全大会での怪我が回復せず、次の試合への出場を引退した。引退này á, là sai rồi. Không có nghỉ hưu đúng không? Anh ta chỉ tạm nghỉ thôi. Tạm nghỉ có nghĩa là anh ta chỉ chiêu si hoặc là chia tay cũng là nghỉ luôn rồi. Mình dùng chữ rồi chọn đáp án số 2 ha. Đến câu cuối cùng là Yikishiri. Rồi mình biết mấy cái kiểu cái gì Yikishiri rồi Vitari, mấy cái kiểu đó rất là khó nhớ và rất là ám ảnh. Nhưng mà cái này mỗi hôm nay nó có một câu thì hên xui, bạn gặp chúng cái từ nào bạn biết thì là biết, không biết thì là không biết. Rồi cái chữ Yikishiri này nó có nghĩa là QQ, là bị dồn ép vào rất là chật chội với nhau á. Rồi Okinawa ko Nihon ga Yikishiri tsumatteru. Rồi câu này chính xác luôn nè, nghĩa là trong cái hộp đó có rất là nhiều cuốn sách nó dồn lại với nhau. Juice ga koppi ni gishiri haitteru. Juice, nước ép thì có rất nhiều ở trong ly đúng không? Cái này mình chỉ dùng chữ pai thôi, chứ không dùng chữ gishiri này. Rồi sukoshi futotta se de zubon ga gishiri shiteru. Vì tôi mập lên á cho nên là không thể nhét vừa vào cái quần nữa ra, thì cái hai ra nakunatte iru, hoặc là dùng chữ pang pang chứ không dùng chữ gishiri ha. Hai ra nakunatte iru. Và câu cuối cùng là asano densha wa itsumo hito ga gishiri shiteru. Là cái xe điện sẽ lúc nào cũng đông người đúng không? Cái này cũng không dùng chữ này mà mình sẽ dùng chữ konderu, hoặc là mình sẽ dùng chữ konzatsu. Đó, hỗn tạp hoặc là rất là đông. Ishi là một cái gì đó nhiều thứ mà kiểu gướp vào, chật chội nén vào trong cùng một chỗ. Hẹn các bạn ở trong video tiếp theo, mình sẽ sửa tiếp cho các bạn cái đề N2 mới nhất tháng 12 năm 2020 nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm luôn cái chuông ở cái bên để khi mà mình ra video mới nhất thì các bạn sẽ nhận được ngay. Sugi no Dou ga de o aishimashou.